Xin chào các bạn, trên tay mình hiện nay là chiếc tablet Mobile Tab 7i, một sản phẩm giá rẻ cho học sinh sinh viên. Và bây giờ trong video lần này mình sẽ tiến hành test game cho sản phẩm này để xem khả năng chiến game của máy này là như thế nào. Và game đầu tiên vẫn là Tab Run 2. Vâng, máy vào cũng khá nhanh. Màu sắc của máy thì rất là đẹp và bừng hoa. Tuy nhiên chúng ta hãy chờ xem khả năng chơi game của máy là như thế nào. Tuy nhiên thì ngay từ ban đầu các bạn có thể thấy là máy đã giật rồi. Hãy chơi lại một lần nữa. Lần này thì có vẻ là tốt hơn rồi đấy. Có vẻ như mới bắt đầu vào game thì máy hơi giật. Tuy nhiên thì sau khi đã chạy thì rõ ràng là máy cũng chạy rất là mượt. Đồ họa của game rất là ok. Tiếp theo sẽ là game Subway Surfer để xem Tab 7i có thể chiến game này như thế nào. Vâng, như vậy là máy đã vào game. Có vẻ như game này load lâu hơn Tab Run 2. Màu sắc của game rất đẹp. Và các thao tác của anh chàng này chạy cũng đã bắt đầu chân chu hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một game nặng hơn, đó là Real Racing 3. Ta hãy chờ xem với game nặng này thì máy sẽ như thế nào. Như vậy là đúng chất game nặng, máy load khá lâu. Vậy là đồ họa của game cũng rất là đẹp. Hãy chờ xem liệu các thao tác của game có mượt hay không. Có vẻ là bạn có thể vẫn có thể chiến được cái game này ở trên máy Tab 7i này. Và bây giờ hãy bắt đầu cuộc đua nhé. Bạn thấy thì đồ họa của game cũng rất là đẹp. Ngay từ ban đầu thì game này load hơi lâu, tuy nhiên thì khi vào game thì máy chạy rất là mượt. Ta hãy chờ xem cuộc đua xe này sẽ như thế nào. Vâng, như vậy là vẫn không có tình trạng giật hay lắc nào. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với một game nặng hơn, đó là game Alpha 8, để xem máy này có thể chơi được game này hay không. Vâng, như vậy là máy đã vào game. Ta hãy chờ xem khả năng load bản đồ của máy này. Có vẻ như đồ họa của game này không được đẹp cho lắm, màn hình bị gỗ. Ta chờ xem những pha tông xe sẽ như thế nào. Vâng, những hiệu ứng quả xe vẫn có. Tốc độ lớp game thì
có thể chấp nhận được. Như vậy là máy này có thể chơi được game này. Nhìn chung qua những bài test trên thì mình có nhận xét là máy này có thể chiến được các game từ game nhẹ cho đến game nặng như là top 8. Tuy nhiên thì khả năng trải nghiệm thì chưa thực sự tốt. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.